À. Trời ơi, em công nhận á, không ai mà nói chuyện có duyên như anh vậy á. À. Lúc đầu tiên á, em đâu có tin mấy cái bảo hiểm này đâu. Nhờ anh mà em có thể biết được công dụng của nó. Cảm ơn em. Những cái gì anh giải thích với em á là em hiểu rồi. Thật sự á, trong cuộc sống này không có ai muốn những cái chuyện không hay xảy ra cả. Nhưng mà trên bước đường mình đi, em hiểu không? Mình đâu biết chuyện gì xảy ra. Có thể thí dụ em đang đi trên đường đi, em vấp phải một viên đá. Nhiều khi nó chỉ là một viên đá nhỏ thôi đó, nhưng mà em sẽ té xuống đó. Nếu em không có bảo hiểm thì giống như em cà cái con người của em, cà cái mặt em trên một cái nền đường vậy đó. Nhưng mà nếu như em có bảo hiểm thì bảo hiểm giống như những tấm nệm êm rải trên bước đường đi của em. Những cần em té thì đã có cái tấm nệm đó, nó che chở cho em rồi. Cảm ơn anh. Vậy là em hiểu hết tất cả mọi chuyện rồi chứ gì? Dạ. Bây giờ em còn thắc mắc gì nữa không? Anh sẽ sẵn sàng giải thích khi nào mà em hiểu tường tận thì thôi. Còn cái chuyện một, còn cái bảo hiểm này nè. Tức là khi đã 18 tuổi rồi thì mọi cái đã xong. Và bé sẽ có một cái tương lai thật là sáng lạn, một cái tương lai tốt đẹp ở những cái trường học ở nước ngoài. Rất là tốt. Anh nói có thiệt không? Thiệt. Vậy thôi thôi thôi, em khỏi cần coi. Ký chỗ nào vậy? Đây, đây, em ký đây nha. Ký đây. Rồi, ký đây. Ký đây. Ký đây. Có ai ký mình vậy ta? Ai chơi chọi mình vậy? Ai da? Anh có sao không? Không, 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 anh không sao. Vậy rồi, rồi, em ký đi. Dạ. Cái đây hả anh? Nè anh chị em nha, đây nha. Đánh dấu lại nè, đó đây. Trời ơi, em sao vậy? Ai chơi ném đá dấu tay vậy? Rồi anh xem coi em có bị gì không. Anh xem giùm em hả anh? Trời ơi chết rồi. Tự nhiên đau quá. Anh ơi coi có sưng không? Để anh xem, anh xem. Trời, bắt quả tang nghe chưa? Hôm nay là tôi bắt tận tay mà dây tận mặt luôn. Trời, buôn bán cái gì ở đây? Trời ơi, hẹn hò nhau ra đây rồi bắt chí cho nhau ở đây. Trời ơi, bắt chí nhổ tóc bạc nữa. Trời ơi. Người này là ai vậy? Đợi anh xin. Ai? Ai đây? Em làm cái gì kỳ cục vậy? Hả? Anh đang đi làm nghe chưa? Nha. Đi làm cái gì? Anh đi làm cái gì? Anh hẹn cái con nhỏ nào? Ra đây, hai đứa ngồi, hí hái quấy với nhau. Trời ơi, dám đi với một con nhỏ hả? Cao hơn tôi hả? Trời ơi. Mặc bộ đồ xanh lét hả? Trời ơi, ở trên nó giống như một cái bông, giống như một cái bông dù vậy đó. Màu sắc lòe loẹt. Trời ơi, em không có được nói khách hàng anh như vậy nghe chưa? Nghe chưa? Đây là khách hàng của anh. Em kỳ cục quá. Tôi không biết khách hàng là cái gì. Nhưng mà tôi không biết thể nào chấp nhận được cái cô này nghe chưa? Nghĩ sao vậy? Bây giờ anh kêu xe 113 tới chỗ cô này đi, ngay lập tức cái cô. Cô đâu có bị gì đâu. Cô nói ai đi? Cô nói ai điên? Cái gì? Trời ơi, bây giờ tôi phát hiện ra rồi, anh không có buôn bán gì hết. Con người của anh là bây giờ suốt ngày hẹn hò, hú hí, đi với con này con kia. Nè, em có còn để mặt anh nữa không? Trước mặt khách hàng mà em mặc nói cái gì cục cục vậy? Anh nói gì kỳ cục? Tập bậy tập bạ. Không sao, tôi nói vậy chứ sao? Từ từ, em bình tĩnh lại. Thật sự á, anh giới thiệu, đây là má anh. Trời ơi, giờ phút này mà anh dám giới thiệu tôi là má anh hả? Sao anh không nói tôi là bà ngoại anh luôn đi? Tôi vừa lòng anh. Xin lỗi. Anh rối quá. Ai? Đây là chị Hà. Không, cái gì quá rồi. Người yêu. Người yêu của anh? Đúng rồi. Xin giới thiệu với cô. Em. Tôi là bạn gái đương thời của anh Minh. Chị. Còn chị chỉ là bạn gái hiện tại. Em nói cái gì tầm bậy tầm bạ vậy? Ai mà biết đâu. Trời ơi. Thôi giờ dạ, anh nói nghe thôi, giờ vậy nè. Em đi về trước đi nha. Để anh ký xong cái hợp đồng này á, anh về liền nha. Rồi lúc đó mình từ từ mình nói chuyện với nhau nha. Em nói nè nha. Anh nói với em, anh dặn em rồi nha. Em đã làm cái chuyện này bao nhiêu lần rồi nha. Mỗi lần anh đi ký hợp đồng là em đi theo dõi anh nha. Mà anh đã dặn em, mình nói chuyện nhau là gì? Dựa vào ba nguyên tắc nha. Nói thẳng, nhẹ nhàng, thân thiện. Hồi nãy giờ em có nhẹ nhàng thân thiện không? Em có nói thẳng không? Hả? Em tính ra là em nhẹ nhàng thân thiện.
Nhưng mà tại vì em thấy cái cảnh hai người bắt chí cho nhau, em chịu không nổi, em không còn muốn thân thiện nữa. Trời ơi. Bây giờ thẳng thắn nè. Thẳng thắn cái gì? Anh xoay một vòng cho tôi coi đi. Anh xoay một vòng đi. Nè. Tại sao? Cái gì? Tại sao anh hôm nay anh đi gặp cô ta mà anh có mặc quần áo? Cái gì? Chẳng lẽ em nói chuyện gì kỳ cục vậy? Chẳng lẽ không mặc gì hết hả? Nói lộn. Hỏi anh á. Tại sao? Trời. Tại sao? Cái cô này là cô người yêu của anh á hả? Em để anh nói chuyện với cổ chút xíu. Anh tay nhau nữa kìa. Okay. Nè, anh lại đây. Em mà quần tại áo sao? Thì phải mặc đi gặp khách hàng chứ. Nào giờ anh đi với tôi, anh mặc đồ bèo nhèo như con cá kèo, nhăn nhúm không bao giờ ủi. Mà tại sao hôm nay anh đi với người ta, anh mặc bộ đồ ủi phẳng phiu, đã gì, anh còn mặc áo hoa cho hợp với người ta, đó là sao? Ui, cái này là không có hẹn mà gặp. Ý không phải, ý anh nói là mình đi gặp khách hàng á, mình phải ăn mặc tươm tất, mà phật tươi tươi tắn lên như bông hoa thì hợp đầm người ta mới ký chứ. Phải không? Em kỳ cục quá đi. Đưa đi tôi coi. Rồi thôi đi về đi. Xoay lại cho tôi coi vòng coi. Có cái gì nữa? Trời ơi. Hả? Trời ơi. Cái gì? Vinh son. Con nào nó hung trên tay táo anh mà bây giờ cái son nó đỏ lè đỏ lét vậy? Nè nè. Em thì em ghen quá riết rồi em không ra cái gì. Nè, em nhìn đây cái là son này. Đây cái son coi. Không. Cái son. Cô chu bỏ ra cho tôi coi coi. Cô làm cái gì vậy? Đợi tôi. Em làm cái gì? Không phải rồi. Trời ơi. Này, cái mỏ nó rộng, cái son này có chút xíu à. Không đâu mà hung nè, cái áo anh là cái bông. Nè em nhìn coi cái này cái hoa văn của người ta. Tự nhiên son son, em chùi có nó hết không? Đúng rồi, có hoa văn. Kỳ cục, ghen tuông rồi mắt mờ. Tôi nói cho cô nghe nè. Tôi với anh ấy hồi nãy ngồi bắt chí cho nhau là nãy có ai đó ném đá vào đầu hai tụi tôi. Chứ thực ra cả cái ngày hôm nay á, chúng tôi đều bàn về bảo hiểm. Chứ có chuyện gì đâu mà cô ghen tuông đến nỗi như vậy. Cái gì? Hai người ngồi sát bên nhau nữa hả? Ôi, anh Minh, bây giờ tôi tưởng là hai người bắt chí tôi mà bây giờ còn sát bên nhau, dai kề dai, chân kề chân, da kề da. Em anh đứng yên. Em anh đứng yên. Cái gì vậy? Cái gì kỳ cục? Đường ngồi sát. Trời đất ơi. Cái gì? Anh. Cái gì? Tại sao cái mùi quen thuộc của anh đâu rồi? Anh có một cái mùi đặc trưng là cái mùi khét nắng. Tại sao hôm nay tôi không thấy cái mùi khét nắng của anh nữa, mà thay vào đó là một cái mùi thoang thoảng, mùi hoa lài. Trời ơi, em bị khùng hay sao vậy? Mình đi gặp khách hàng, mình phải xịt dầu thơm lên cho nó thơm. Tự nhiên, mà tự nhiên ai đánh em khai vậy? Tự nhiên em khai trước mặt mọi người anh có cái mùi gì? Tôi không biết, để nó cho tôi. Còn cô kia, cô đứng xích lên. Cô lùn xuống coi để cho tôi hửi. Người vậy mà cao kỳ cục vậy. Cô làm gì vậy? Cô ngửi được không? Tôi coi cái mùi của anh Minh nó có chạy qua người cô không? Không. Cái mùi con nhỏ này lạ quá. Cái mùi nó kỳ cục lắm. Đúng là anh Minh chưa có ngồi gần nó. Được rồi. Nè, tôi nói nha chưa, anh Minh là một bông hoa đã có chủ. À, tôi là chủ nhân của anh Minh. Bởi vì tôi cấm cô chỉ có mua bảo hiểm thôi, mà thậm chí không cần mua cũng được. Cô không lại gần anh Minh. Nếu mua thì thậm chí cô ngồi bên này, anh Minh ngồi bên này, và đối thoại với nhau, và ký giao lưu với nhau từ xa. Em nè. Sao? Em nói chuyện vô lý lắm nha. Sao người vậy? Ta bàn bảo hiểm với nhau ta phải ngồi gần nhau, người ta nói chuyện nhẹ nhàng từ tốn, thì thầm nhỏ nhẹ với lỗ tai nhau ơi. Mình rót mật vào tai người ta mới mua chứ. Chuyện đi em tách ra ngồi la lớn vậy ai mà mua. Trời ơi, chỉ có tình yêu người ta mới ngồi gần nhau. Không có ai buôn bán mà ngồi gần nhau như vậy. Anh có bao giờ mà anh đi ra ngoài chợ anh mua cá mà anh ngồi sát con mẹ bán cá không? Cá khác, bảo hiểm nó khác. Em vô lý quá đi. Nhưng mà tôi nói anh biết nghe chưa, kể từ ngày hôm nay tôi muốn anh bán bảo hiểm. Anh phải ngồi ở bên đầu đường bên này, là người mua bảo hiểm phải ngồi đầu đường bên kia, và giao lưu từ xa. Dùng bộ đàm giao lưu hả? Đúng rồi. Thôi đi, em đừng khùng quá đi. Thôi bây giờ, trời ơi anh xin em nha. Trước mặt mọi người em phải nhịn anh một chút. Bây giờ em đi về đi. Còn thôi em bình tĩnh, em ngồi chỗ khác đi. Để anh nói chuyện cái đã nha. Khoan, anh đứng lại. Gì nữa?
Há miệng cho tôi coi coi. Sao kỳ vậy Minh? Cái gì? Bình thường môi thâm đen mà nay sao môi đỏ chót vậy Minh? Ủa? Đỏ hả? Đỏ lắm luôn. Trời ơi, sao mình đỏ? Tôi nhớ rồi. Hồi nãy á, có nhìn thấy không? Cái ly này nè. Nguyên nhân là nó đây. Anh đúng uống rồi. Á, nên môi anh đỏ đó bà ơi. Uống siro dâu. Em thành ra môi. Bây giờ thực phẩm thức uống không có bảo đảm. Uống mà dính cái môi đỏ lè giống như môi đi xăm như vậy là thấy không ổn rồi. Bởi vậy nó bỏ phẩm màu không đó em thấy không? Cấm anh nghe chưa? Sao em? Tôi nói cho anh biết nghe chưa, tôi ghen lắm đó. Từ nay trở đi tôi yêu cầu anh không bao giờ được uống siro dâu nữa. Rồi rồi rồi. Tại vì môi nó đỏ làm tôi tưởng tượng có một người đàn bà nào đó hung anh. Tôi không chấp nhận được. Em tưởng tượng cái gì đâu không à. Còn cô kia, cô họ Hồ phải không? Họ Hồ Ly Tinh Tinh đúng không? Em. Cô dám nói là Hồ Ly Tinh hả? Tại vì chỉ có Hồ Ly Tinh mới có cái kiểu dáng dấp như cô. Cái người cô lạ lắm. Tại sao mà cái môi cô đỏ tươi như vậy? Cái mắt cô đông đưa như vậy? Cái tóc cô quyến rũ như vậy? Chỉ có Hồ Ly Tinh nó mới có gương mặt như vậy thôi. Được rồi, tụi đi. Nếu mà tôi mà Hồ Ly Tinh tôi đâu có giống cô. Cô thấy không? Con người tôi rất là bình thường. Tôi không bao giờ tôi giống một cái con Hồ Ly Tinh như cô. Cô nhìn kỹ tôi đi. Được rồi, anh. Em. Cô nói tôi là Hồ Ly Tinh phải không? Đúng rồi, tôi sẽ làm cho cô thấy thế nào là Hồ Ly Tinh nè. Anh. Anh ơi, sao anh không có nói cho cô đã biết á? Em là người yêu mới của anh đi. Đây nè, anh không thấy hả? Hai chúng ta mà bách chí cho nhau nè. Em hải chân dài nè, áo bông cặp nữa nè. Trời ơi, em giỡn gì kỳ cục vậy? Giỡn nào mà giỡn, thiệt chứ giỡn nào mà giỡn. Ê, em đụng tới ổ kiến lửa rồi, chết rồi. Kệ đi, đi đi. Em bình tĩnh anh xin lỗi. Em. Cô giỡn. Cô giỡn. Anh bị từ nhỏ má tôi đẻ tôi ra. Tôi bị tim thòng mà. Anh biết. Tại sao mà anh đi với một cô gái như vậy? Để rồi bây giờ tôi đau tim quá. Cô Hồ Ly Tinh đứng cạnh anh, nó dẹo anh, nó sờ quần anh như vậy làm sao tôi chịu nổi? Cô giỡn thôi mà. Giỡn cái gì? Giỡn cái gì mà giỡn? Giỡn kỳ cục gì? Tôi nói cho cô biết nghe chưa? Cô đừng có thấy anh Minh của tôi là người đẹp trai, cao to, phong độ, uy nghi, mắt to, mũi bự, miệng móm, tóc ít. Ê, quên lộn, tóc cũng nhiều. Cô giả bộ, cô ra đây cô mua bảo hiểm. Xong cô ngồi đây cô tán tỉnh người ta. Chứ cô mua cái gì mà mua? Em à, em bình tĩnh lại đi. Anh thuyết phục cổ mua bảo hiểm thiệt mà. Mà em kỳ thiệt. Cứ lần nào anh đi bán bảo hiểm là em cứ rình mò. Đâu phải đâu lần đầu đâu nè. Cô biết không, biết bao nhiêu lần là vậy hết rồi đó. Kỳ này tôi rình có ý nghĩa lắm Minh. Tôi không phải rình đơn giản như ngày xưa nữa. Tôi có một cái linh cảm gì trong thâm tâm tôi. Giữa cái bảo hiểm này của cô ta và anh, nó bất bình thường đúng không? Thôi linh cảm cái gì mà linh cảm. Linh cảm của em là ghen tuông, ghen bóng ghen gió. Chứ linh cảm cái gì? Cái gì? Anh nói gì mà linh cảm mà ghen bóng ghen gió? Tôi là tôi ghen thiệt không à? Nè, cấm cô nghe chưa? Từ nay trở đi tôi cấm cô không được lại gần anh Minh của tôi nữa nghe chưa? Anh Minh, cô ấy cấm em lại gần anh kìa. Thôi. Bây giờ. Cô. Dám nói em là Hồ Ly Tinh nè. Cho cô ghen luôn đi em. Trời ơi cô ơi. Chết. Em. Anh làm gì anh trượt vậy? Ngồi đây đi. Trời ơi, ngồi xuống. Biết mà. Em bình tĩnh lại đi. Anh nói cho tôi biết. Anh bán bảo hiểm cái gì mà trong khi cả con người của anh tôi đã mua bảo hiểm hết rồi. Nè, tôi báo cho cô biết nghe chưa? Tôi mua bảo hiểm tâm hồn của anh, thể xác của anh, suy nghĩ của anh, bước đi của anh, ánh mắt của anh, nụ cười của anh và cả tâm hồn của anh tôi cũng đã mua rồi. Cô đừng có lại gần anh.
Cô đụng tới đâu là tôi sẽ bắt đền cô tới đó đó, cô biết chưa? Cô bắt đền tôi phải không? Trời ơi bảo anh trái tim à, anh trái tim. Bảo anh đau buồn á, đau buồn quá. Trời ơi, thôi đừng có giỡn vậy nữa, cổ bị đau tim kìa. Cô hiểu không? Cô lặng, nè em anh nè. Dạ. Ok. Ôi thôi nha. Bây giờ em tin chưa? Em phải tin anh là anh làm việc chứ anh không có làm gì hết nha. Trời ơi. Thôi được rồi. Tin mà tin không nổi nữa luôn à. Trời ơi. Chỉ là khách hàng của anh ấy thôi. Tôi chọc cô một chút xíu thôi. Cô ghen quá à. Cô ghen nó đến mất trí luôn vậy đó. Cô ghen á, có ngày á mất người yêu luôn cũng không biết đó. Nói chuyện với cô hả? Mệt não à? Mệt não à? Thôi, không nói chuyện với hai người nữa. Ê, khoan. Cái gì nữa? Em ơi, còn cái bảo hiểm này, một cái là xong hết rồi. Khỏi mua luôn đi anh. Không, anh khỏi mua đi. Em à, không, sắp xong rồi, sắp. Trời ơi, xong cái gì? Tôi thấy giờ không xong gì trơn mà tôi thấy hai người sắp cưới luôn rồi đó. Không có. Hoa, thành thật xin lỗi Hoa. Tất cả những chuyện xảy ra nha, bây giờ chỉ cần là Hoa ký nữa là coi như chúng ta sẽ hoàn tất tất cả mọi chuyện ha. Ký phải không? Em ký giùm anh đi. Anh á, hãy đưa chọn gói cái bảo hiểm này nè cho người yêu của anh á. Trời ơi, công ty bảo hiểm gì mà làm ăn không có chuyên nghiệp gì hết á. Có đời nào đi bán bảo hiểm cho khách hàng mà hả người yêu lại đi rình. Em đừng có giận mà. Anh thành thật xin lỗi em. Rồi coi như không có nói nữa. Có đời nào á đi mua bảo hiểm mà bị đánh ghen không vậy trời. Ha. Cô đi đi. Cô khuất mắt tôi. Trời ơi. Đến mua bảo hiểm thì ít mà đông đưa thì nhiều. Trời cái thứ gì. Không cần cô mua nữa. Anh bán bảo hiểm đi, em mua luôn cho anh nha. Từ bữa giờ em mua gì chục lần rồi đó. Thôi đi. Hả? Vừa lòng em chưa? Hả? Vừa lòng em chưa? Thiệt, bực mình. Cứ mỗi lần làm ăn coi như là gần tới nơi rồi hả? Hả miệng ra rồi, chỉ cắn một cái là xong. Mà em không, tự nhiên em cản người ta hả? Em không cho anh cắn là sao vậy? Hả? Trời, cái gì nữa? Cái gì? Hả? Anh với người ta chuẩn bị cắn nhau rồi. Bây giờ anh chưa kịp cắn là tại vì tôi xuất hiện, phải không? Trời ơi, quá đáng quá ngay chiều mình. Trời ơi, sao tôi yêu anh tôi khổ quá vậy trời. Không. Trời ơi, tại sao tôi lấy trai đẹp? Người ta nói là chồng đẹp là chồng của người ta. Tôi lấy chi chồng đẹp nữa, bây giờ tôi khổ quá vậy trời ơi. Em à. Biết làm sao không đây? Phải anh nói vậy. Ý anh nói là cái bảo hiểm này nè, sắp xong rồi, chỉ còn ký thôi. Đó. Anh hả miệng ra, anh cắn cái hợp đồng này thôi nè, là xong rồi, là tiền vô rồi. Tự nhiên em đi kỳ đà cản mũi à? Em ghen tương bóng gió em làm nè đó. Tiêu cái hợp đồng rồi đó. Đó, người ta bỏ luôn rồi đó. Vừa làm em bây chưa? Bây giờ tôi nói anh nghe, anh đừng bán bảo hiểm nữa. Anh vô viện bảo tàng anh làm luôn được không? Tự nhiên vô viện bảo tàng làm gì trọng? Thì đó, nó cũng có chữ bảo cho anh vui. Trời ơi, anh nghĩ sao vậy? Anh đi bán bảo hiểm này tôi thấy hả? Không có an toàn. Anh toàn ngồi với cạnh những cô gái đẹp. Có một ngày nào đó em sẽ mất anh. Một người đàn ông lý tưởng của đời em. Cái tánh của em á, nó thiệt em á, bây giờ anh bán cái gì đi nữa em cũng ghen hết á, đừng nói gì bán bảo hiểm. Chứ giờ sao? Em phá vỡ với anh biết bao nhiêu cái hợp đồng rồi em biết không? Thì tại em yêu anh quá, giờ biết làm sao giờ. Ai biểu anh đẹp trai chi giờ cho tôi khổ gì? Giờ tôi biết làm sao? Thì á, nhiều lúc mà tôi muốn đi qua bên Hồng Kông á, tôi lấy lưu đức hòa mà tôi không nỡ lòng nào, tôi vẫn còn yêu anh. Tại vì anh đẹp quá mà. Trời ơi, cái đẹp kỳ cục luôn trời. Không cần thấy cái mặt nha. Ngồi từ sau tôi mà quan sát cái gái với hai cái lỗ tai tôi mà ra đẹp lạ, đẹp lùng á. Trời ơi, sao ông đẹp quá vậy ông? Sao cho bớt đẹp ông? Sao cho tôi bớt yêu ông? Chứ giờ tôi yêu ông quá luôn á, tôi ngu muội luôn mà tôi biết mà. Bản thân tôi giờ tôi ngu muội lắm. Trời ơi, cô nhìn nghiêng kìa. Trời ơi, đôi mắt đẹp quá kìa. Thôi em đừng nói trời quá đáng đi. Cái lông mi rậm quá luôn vậy đó. Trời ơi, đàn ông gì mà lông mi mà giống như gắn lông mi giả vậy trời. Trời ơi, cha mẹ sao mà đẻ con mà khéo dữ trời. Trời ơi, cái mặt, trời ơi, cái miệng móm cũng đẹp quá luôn à. Trời ơi, cái trời miệng của anh móm ai cũng chê xấu á, có mình em khen đẹp trời mà ngộ vậy. Trời ơi, yêu quá luôn, cái đẹp. Trời ơi, cái môi gì mà không thấy cặp môi mà vẫn đẹp nha. Nó giống như hai sợi chỉ.
Trời anh đẹp quá anh ơi, giờ làm sao đây? Anh nói em nghe, không có cần em phải khen anh như vậy đâu. Anh chỉ cần em bớt ghen một chút thôi là tình yêu của mình sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu, đúng không? Anh chỉ muốn những cái tháng ngày mình ở bên nhau phải thiệt là vui vẻ, thật là anh hạnh phúc, chứ đừng có ghen vậy. Giống như em biết, giống như những cái vết dao mà nó cắt từng khứa vậy đó. Tao nói là giang sơn mà dễ đổi, bản chất khó dời, bây giờ ghen quá sao chữa được anh? Giờ anh có cái bảo hiểm nào mà anh bán mà để cho hết ghen được không? Ai hay là bảo hiểm tình yêu mình đi anh. Em nói chuyện giống như giỡn chứ. Trời ơi, đúng rồi, anh nhớ rồi. Em nhờ em nói anh mới nhớ. Đúng rồi, bảo hiểm. Đúng rồi, bên công ty của anh mới ra một cái bảo hiểm mới mà rất là tuyệt vời. Anh nghĩ là được đó, hay là mua đi. Bảo hiểm gì? Anh làm bên bảo hiểm nhân thọ. Ừ. Nhưng mà anh có quen bên cái bộ phận khác, người ta làm cái bảo hiểm đó, đó là cái mặt hàng mới. Em mặt hiểu không? Mặt hàng là bảo hiểm gì? Bảo hiểm tình yêu. Trời ơi, thôi giỡn chơi à. Ta mới nói giỡn giỡn chọc cái tự nhiên cũng có thiệt à. Xạo. Có thiệt. Nhờ em nói em nhắc anh mới nhớ đó. Chứ nãy giờ em làm anh, trời em quậy anh tung hết trơn, anh rối quá, anh không biết gì luôn á. Ủa tự nhiên có bảo hiểm tình yêu nữa hả? Có em ơi. Trời, mình mua đi hả? Trời ơi hay quá. Nhưng mà bây giờ mình đi liền đi ha. Đi mà liền. Cái bảo hiểm nhưng bây giờ sao? Nhưng mà cái bảo hiểm này em phải kín miệng nha. Cái này là trong nội bộ mới biết thôi đó. Ủa tại vì hả? Anh ở trong nội bộ á, cậu em làm một cái bộ phận đó, nó nhỏ cho anh mới biết đó nha. Trời ơi. Vậy mua liền ha. Trời ơi, trời ơi, vậy mua liền nha. Ừ. Vì là em, vì em là người mở hàng luôn đi anh. Đúng rồi. Nha. Ừ. Mình đến mình mua nha. Ừ. Để mình quản lý cái tình yêu của mình. Để mình không bao giờ mà mình mất cái tình yêu của mình nữa. Em tại muốn là người đầu tiên mua nó phải không? Đúng rồi. Người đầu tiên. Dạ. Giờ phút đầu tiên. Dạ. Giây phút đầu tiên em sẽ đặt bút ký cái hợp đồng đó phải không? Dạ. Em ơi, vậy là mình đã sắp có bảo hiểm tình yêu. Oh yeah. Bảo vệ tình yêu mình rồi. Đi đi đi. Trời ơi, bắt máy đi thằng quỷ. Ha. Ờ, Quang. Dạ dạ em nghe nè anh. Trời, mày đâu rồi? Dạ dạ em đang trên đường tới anh. Trời ơi, ta hẹn mày mấy giờ này còn trên đường tới mày. Trời anh ơi, anh thông cảm giùm em đi. Giờ xe cộ bây giờ giao thông tắc nghẽn dữ lắm. Em đâu phải em muốn tới là nè, tới nè. Đâu anh phải từ từ em, anh chờ em chứ. Nè, mày làm ăn vậy là không được hay chưa? Mới vô nghề ha, phải hẹn giờ giấc người ta cho đàng hoàng nha. Trời ơi, muốn bán bảo hiểm là hẹn người ta tới, phải em phải tới trước người ta 15 phút. Bây giờ anh là khách hàng này, anh tới rồi mà không thấy mặt em đâu hết. Trời ơi, em biết rồi đi. Em biết rồi, nhưng mà anh cũng phải từ từ chờ em tới chứ. Bây giờ anh coi đồng hồ có mấy giờ rồi? 1:30. Trời ơi, bây giờ anh hẹn em 2 giờ mà 1:30 anh ngồi anh ấy em rồi. Trời, anh lại sớm dữ vậy anh. Ủa chết chết, ủa ta hẹn mày 2 giờ hả? Dạ anh hẹn 2 giờ. Tao nôn quá, tao phải đi trước. Dạ. Với lại biết sao không, anh muốn gặp em sớm để mà anh thỏa thuận với em những cái điều mà cần phải thỏa thuận trước. Dạ. Chứ em biết hôm bữa mà anh nói cái vụ bảo hiểm đó là cổ đội đi mua liền đó. Dạ trời ơi, thì anh cứ yên tâm đi. Dạ. Tao chưa có gặp mày thì tao chưa có bàn với mày cái cụ thể rồi gặp. Bây giờ mày, bây giờ anh muốn bàn với em đúng không? Bây giờ anh muốn bàn đúng không? Anh quay bên trái cái anh bàn với em được liền à. 2, 3. Mày chớ mày. Trời ơi tao hết hồn. Anh sao đi sớm dữ vậy? Sớm sớm sớm. Dạ, chuyện gì vậy? Cái gì vậy? Còn tao để cổ hay rình lắm. Sao vậy? Chỗ này nè. Chỗ gì anh? Tại cái quán này. Dạ. Nha. Tại cái quán này 3 ngày trước. Dạ. Đánh ghen xảy ra ở đây. Được rồi. Rồi. Một vụ coi như là cổ núp ở đây. Dạ. Nha. Cổ lấy gạch của chọi lên đầu tao. Trời đất ơi. Cổ lấy gạch của chọi đầu cái người khách của tao bon. Trời ơi. Mày hiểu không? Cổ vậy đó. Trời thôi thôi anh ơi, vậy thôi đi về. Trời ơi, gì đâu mà đi. Em ra em giúp anh bán bảo hiểm này kia rồi mà anh nói hả? Chọi đá chỗ này kia hồi lỗ đầu em hết anh. Mày nhát gan quá, ngồi xuống đây. Ôi. Nói mày nghe là có gì đâu sợ. Hả? Rồi đó, bữa đó chuyện nó vậy đó, coi như là khách ngồi đây. Dạ. Tao ngồi đây. Dạ. Đó, một cục đá bự thì bự chọi cái bục đầu tao cái bóp. Được rồi. Đó, một cục đá bự bự chọi cái đầu của cái bóp đó, vậy thôi có gì đâu. Rồi cổ ghen tuông. Ủa mà mày là trai mày làm gì sợ? Trời ơi, có khi nào hồi em ngồi đây không phải một cục đá, một lựu đạn nó chọi đầu cái bóp không trời. Thôi anh nói em nghe, đây là cái dịp để em thử thách. Dạ. Đây là cái dịp để em chứng tỏ được cái khả năng của em.
Dạ. Cái khả năng nghề nghiệp của em như thế nào? Dạ. Đó. Anh nói em biết trước. Dạ. Bạn gái của anh phải vừa. Dạ đúng nha. Rồi. Rất là ghen. Trời mà ơi. Dễ sợ lắm á. Đúng rồi, cái tiếng của chị ghen là coi như nguyên công ty mình ăn biết hết rồi. Nhưng mà khi mà em thuyết phục được cổ mua cái bảo hiểm này là coi như sau đó anh nói thiệt em gặp ai em nói hai ba câu là người ta mua ngay, hai ba câu mua ngay, coi như hợp đồng em vô tới tấp tới tấp tới tấp tới tấp luôn á. Anh Minh anh nghĩ là đi, cái này là em với anh nó chỉ làm một cái vở kịch để mà cho chị hả đừng có ghen nữa. Đuổi bây giờ chị đồng ý rồi với anh với chị mà có chuyện gì rồi mình lấy tiền đâu ra mình đền cái bảo hiểm. Mày đền? Trời ơi kỳ anh. Mày anh bắt em vô đây cái giờ anh bắt em đền, em có tiền đâu em đền anh. Thôi từ từ nè. Dạ? Uống nước đi. Tao biết mày thích siro dâu á, tao kêu trước cho mày đó. Dạ. Em đừng có lo. Dạ. Nói là nói giỡn vậy thôi. Dạ. Mình hù cổ vậy thôi. Dạ. Bạn gái tao á. Dạ. Cái miệng thì lớn lắm. Dạ. Nhưng mà mày hù chừng dài cái là sợ liền à. Vậy ha. Thành ra bây giờ em nói làm sao mà để cho cổ mua cái bảo hiểm nào mà lớn nhất, nhiều tiền nhất ta. Rồi, cái chuyện đó thì anh cứ yên tâm. Đó là nghề của em mà. Em sẽ làm hết tất cả những gì có thể của em. Em sẽ sửa soạn cái mỏ của em để em làm hết tất cả đi. Mà chị á sẽ ký một cái hợp đồng bảo hiểm mà lớn nhất, mà ràng buộc nhiều nhất. Đúng rồi. Mà nói nghe nha, nếu mà không được á là kỳ này là tao không có truyền nghề mày cho nữa nha. Trời ơi. Tao nói trước á, bây giờ mày phải giúp tao này là tao mới dẫn dắt mày vô nghề á. Em hứa là em sẽ giúp anh và em sẽ không khiếp rồi. Sợ trước những gì mà bạn gái của anh sẽ đem tới đâu. Anh cứ yên tâm đi. Trời ơi, giờ này còn chưa tới nữa ta. Thôi giờ để em lấy hồ sơ ra để hồi mình làm luôn. Ây à. Ây à. Trời ơi. Cái gì? Tôi phát hiện anh nghe chưa? Anh ra đây anh hẹn với con nào? Ê. Anh ngồi trong quán cà phê với con nào? Ê. Con nào mà đầu tóc tém, nhuộm vàng, xoăn, mặc áo không. Caro, em à. Rồi phong cách mặc đồ tomboy quá vậy? Anh ngồi với con nào? Hôm nay da kề, da tay kề tay con nào nữa đây? Xin giới thiệu em đây là cậu Hoàng. Dạ. Cái người mà bán bảo hiểm đó. Dạ. Phải không? Dạ em đúng là không? Dạ em làm công ty chung công ty với anh Minh. Dạ. Trời ơi, cái gì mà sao đàn ông gì mà làm cái tóc giống con gái gì không? Dạ mốt bây giờ đó chị. Dạ. Mốt kỳ cục quá. Dạ, em mốt ăn mặc cẩn thận chút nha. Dạ. Ngồi đi. Mặc đồ mà lè lẹt chút nữa tôi tưởng gái tiệc đó. Dạ. Ngồi đi. Là cũng đồ tomboy đó. Dạ. Dạ. Em uống gì để anh gọi? Khỏi uống đi. Ra làm việc được rồi. Dạ. Rồi làm việc lẹ đi. Dạ, chị làm em hết hồn luôn. Dạ. Đâu hết hồn, chị bình thường thôi. Phụ nữ yêu là phải ghen em. Dạ đúng rồi chị. Mà mình ghen mình mới thể hiện được cái tình yêu của mình. Chính xác. Nên cái chuyện đó là chuyện bình thường như đường nông thôn. Nên em không có gì mà em phải phân tích nha. Đúng rồi, bên công ty chúng em bắt được những tâm lý của cặp đôi mới yêu nhau. Nên công ty em đưa ra những cái bảo hiểm nó rất phù hợp với cặp đôi đang yêu nhau, chuẩn bị yêu nhau, chuẩn bị chia tay và đang trong thời gian yêu nhau nồng cháy. Đó là những bảo hiểm về tình yêu. Dạ. Thôi dạ. Nó tóm lại là bán cái bảo hiểm tình yêu cho dạ, nó. Dạ đó đi. Chính xác đây. Màu mèo quá. Em xin mời chị coi nó có rất là nhiều cung bậc và rất là nhiều giá cả để phù hợp cho những cặp đôi mới yêu nhau. Dạ đây chị coi ha. Dạ. Anh. Hả rồi. Cái gì em? Anh ngồi sát xuống dưới đây đi. Không thể nào mà anh đi mua bảo hiểm mà anh phải ngồi sát em chứ không phải anh ngồi đối diện đến anh rồi. Anh nhìn cái thằng nhóc này. Anh phải ngồi kế em nè. Anh nhìn em, anh biết là anh biết là em rất là yêu anh. Nên khi mà anh ngồi anh đối diện gì là em khó chịu trong lòng lắm. Vậy thôi lên lầu 1 gọi điện thoại xuống nói chuyện luôn đi nha. Thôi được rồi, cậu tiếp đi, nhanh lên. Dạ tiếp, cho em hỏi trước khi mình đi sâu vấn đề bảo hiểm thì cho em hỏi hai anh chị là đang trong thời gian yêu nhau nồng cháy như vậy thì anh chị một ngày gây lộn nhau bao nhiêu lần và thời gian gây lộn là bao lâu? Một ngày thì tôi không nhớ. Nhưng mà tôi nhớ hình như là trong tuần ngày nào cũng giận nhau đó. Dạ. Mà mỗi lần giận nhau khoảng chừng 2-3 lần. Mà mỗi lần như vậy là 2-3 tiếng. Dạ. Vậy thôi. Cái còn lại là thấy không có giận nữa. Dạ. Mình Hoàng. Em xin lỗi. Sao cái gì cười vậy? Trời em ơi, người ta mua bảo hiểm. Em phải nói thiệt cho người ta biết. Đúng rồi. Giống như là em mua bảo hiểm sức khỏe đó. Em phải khai thiệt em có bệnh gì. Em giấu giếm người ta làm gì. Trời em nói hay quá. Không giấu giếm gì đâu. Một ngày gây lộn, một tuần gây lộn có 2 lần. Trời, ở đâu ra vậy? Em nói là một tuần ngày nào cũng gây lộn. Mà mỗi ngày gây có 2-3 lần. Một ngày là 2-3 lần. Mà mỗi lần có 2-3 tiếng. Ai nói thôi. Em vậy? Em nhớ lại đi. Trời ơi, một ngày á, gây lộn hết 16 tiếng. Một ngày gây lộn 16 tiếng. Còn 8 tiếng đi ngủ cũng không có yên thân.
tự nhiên đang ngủ vậy đó, xong cổ mơ gây lộn đó, đá qua đá lại, nhéo qua nhéo lại đó, vậy đó. Dạ, nếu trong giấc ngủ cũng không có an toàn nữa. Dạ, một ngày thì 24 tiếng, mà một ngày gây lộn 16 tiếng, còn 8 tiếng để ngủ, mà trong 8 tiếng để ngủ thì chúng ta cũng chưa có thể nào mà hòa nhịp với nhau được, vẫn còn gây lộn. Đúng rồi, chính xác. Như vậy là bên công ty của em đang có một gói bảo hiểm rất thích hợp với hai anh chị, đó là gói bảo hiểm nguôi giận. Hay quá, hay quá. Nguôi giận là sao? Dạ, gói bảo hiểm nguôi giận này rất rẻ, giá bình dân chỉ 100 ngàn một tháng thôi. Đó. Tự nhiên cái đang yêu cái tự nhiên cái mua cái bảo hiểm nguôi giận. Dạ. Mà nguôi giận, ví dụ như mà mình mua cái đó rồi mình được cái gì? Dạ, đây. Đây chính là điều quan trọng nhất chị đang hỏi em của hỏi mà em đang rất muốn trả lời. Đó là một ngày nếu mà trong điều khoản một ngày mà gây lộn với nhau trên 2 lần thì cái bên mà bị có lỗi á, thì sẽ đền cho bên không có lỗi 2 ly kem. Ờ, 2 ly kem. Ví dụ dạ. Em thích ăn kem mà nha. Dạ. Ê, kem vui nha. Dạ. Mỗi lần em muốn ăn kem cứ giận dạ. Rồi có kem ăn. Ủa mà sao kỳ vậy ta? Dạ. Ví dụ mình mua bảo hiểm. Dạ đúng rồi. Mà nguôi giận thì có nghĩa là bảo hiểm phải đền. Tự nhiên cái giờ mình bắt bạn mình cái người giận đền là sao? Đâu có được em. Yeah. Em nói chuyện vậy. Ủa vậy chẳng lẽ bữa nay em thèm kem đó, em giả bộ em giận, cái xong hãng bảo hiểm người ta phải đền em là 2 ly kem. Bữa nay em giận cái xong đền là 2 ly kem, đâu được. Người ta làm như vậy để làm chi? Để em hạn chế cái sự giận dỗi của em, đúng không? Dạ đúng rồi. Ai mà giận vô cớ, người đó phải bỏ tiền ra đền 2 ly kem. Dạ đúng rồi chị. Chính xác. Bên công ty của chúng em chỉ là chứng kiến và đưa ra một cái vấn đề đó, xác minh có đúng hay là không, lỗi tại ai, lỗi tại người nào, rồi cuối cùng sẽ nói cái người mà có lỗi đền cho người kia 2 ly kem. Đó là nghĩa vụ và công ty em sẽ cưỡng bức để người đó làm như vậy thôi. Cái bảo hiểm nó đơn giản, không có gì đặc biệt trơn. Thì bình thường nhà hai tụi mình giận nhau tụi mình cũng tự đi ăn kem hoài vậy. Nhưng có bảo hiểm nào khác không? Dạ có chị ơi, đây nó có rất nhiều bảo hiểm đó, chị coi đi, đây chị cứ coi đó. Em coi kìa, em không đây, coi đây, cái đây, gì đây, mà đây, bình đây. Thường em nói anh nghe, ở nhà anh đâu cần giận em gì đâu mà ở nhà em cũng có một tủ cà rem vậy. Ồ, dạ đúng rồi, đây nè, đây thường nè, quá nè, thường nè, chị quá. Cứ coi đây, tiếp đây bảo hiểm đây. y dạ y nè, đây. Ê, cái này nè. Dạ đa, dạ. Cái gì mà có vụ mà có 2 vé xem phim là cái gì vậy? Dạ cái này á là cái thứ hai, ví dụ như 2 người giận nhau quá 7 ngày thì được 2 vé xem phim vào cuối tuần. Dạ, đó là cái người mà bị có lỗi á là phải cho cái người đó 2 vé xem phim cuối tuần. Ê mà không có được đâu. Dạ. Tự nhiên cái giận nhau đi coi phim mà phim với kem giá cũng bằng nhau. Mà ông Minh này không nhiều tiền cái mồ luôn. Dạ chị ơi, thì cái mức bảo hiểm 100 ngàn thì chị bao nhiêu đó, không lẽ chị đòi tặng kim cương hậu xoàng này cái công ty của em sao mà chấp nhận được. Thôi để cho con dạ, coi cái này đây được. Tiếp chị. Ý, cái này được nè anh. Dạ đúng rồi. Trời ơi, ghét nhau 1 tháng được nhận 1 tour du lịch dành cho 2 người. Em thích cái tour này quá. Dạ, phải đi du lịch. Dạ đúng rồi. Em biết sao không? Dạ. Du lịch là tốn kém nè. Dạ. Mà chắc ảnh sẽ sợ nữa. Trời, mỗi lần đi du lịch nhiều tiền lắm nha. Hơn dạ. Nữa đi du lịch á là tinh thần thoải mái. Mà mỗi lần thoải mái gì á là anh á hả? Là anh không bao giờ anh giận em nữa. Tụi mình không thể nào chia tay được. Cái này hay nè. Mà anh đâu bao giờ giận em đâu, toàn em giận anh không. Anh Minh phải không? Cho em nói với giờ chị Kim nha. Sao Vụ gì? Không, cái này mình nói riêng được không? Không. Mình nói riêng đi. Sao vụ gì? Nên suy nghĩ kỹ lại nha. Em thấy cái gói bảo hiểm này nó rất là rẻ. Ủa sao nó vậy? Nó quá rẻ. Nó chỉ có 100 ngàn một tháng mà những điều khoản nó lộng lẫy quá. Nhưng mà anh Minh đẹp trai đúng không? Phong độ là người có địa vị của xã hội đúng không? Đúng rồi. Nên cái bảo hiểm đó mình phải mua cao lên. Ờ đúng rồi, phải mua cao lên. Em có rất nhiều gói bảo hiểm đây. Chị coi, chị cứ coi tiếp. Đó. Còn bảo hiểm nào nữa đâu? Đây. Đó. Trời ơi, cái gì vậy? Dạ, đó. Nè, em nói chị nghe. Bên ngoài anh Minh mà nhìn như vậy đó, nhưng bên trong á em thì chị toàn là gái không à. Đi chơi chị vậy phải không? Nhưng mà lúc mà đi với em á là xịt dầu thơm thơm phức, xịt đâu nữa chả dầu thơm gì đó. Đúng thì chàng. Mỗi lần mà gặp gái nha, chân dài. Mỗi lần nè, bữa em với anh đi ăn tiết canh, vừa thấy cái cô bé đi ngang là kêu hả một dĩa chân gà với một dĩa ức gà ra gặm không. Trời ơi, chị. Thủy mày, nó cái gì vậy? Trời ơi, Thủy tim thòng mà. Ủa sao em ủa cái hợp đồng nó bị sao? Mà tại sao mà có cái vụ gì mà anh xịt nửa chai dầu thơm rồi anh đi nhỏ nào chân dài mà anh gặm chân gà rồi chân vịt gì vậy? Ủa đâu có không. Trời ơi, sao nói gì tầm bậy tầm bạ vậy? Dạ. Không, em ơi, cái này vậy nè, tại vì là Hoàng á nó muốn nói thí dụ
Em hiểu không? Thí dụ như có một chuyện nó xảy ra đó thì là trong cái bảo hiểm này nó sẽ giải quyết như thế nào? Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ 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 đúng rồi. À, chị ơi. Được rồi, chị hiểu rồi, chị hiểu rồi. Hiểu chưa? Thí dụ thôi. Dạ chị tim thầm ơi. Ảnh thì ảnh thương chị lắm. Dạ. Nhưng mà thiệt sự mỗi lần mà ảnh đi gặp khách á, trong lòng chị không có yên tâm. Dạ đúng rồi. Mà bây giờ theo em á, có một cái bảo hiểm gì đó mà để mà cái gói chống ngoại tình được không? Có bảo hiểm chống ngoại tình đây. Ôi, đây em xin mời chị. Trời ơi, trời ơi. Bảo hiểm chống ngoại tình á. Đâu. Bảo hiểm đó nó rất rẻ. Bây giờ một tháng chỉ đóng có 5 triệu thôi. Nhưng mà cái điều khoản đầu tiên á là điều khoản là bất kỳ người đàn ông nào mày dính phải rồi liếc mắt đưa tình là phạt 5 buổi ăn tối liền. Ây mà không được đâu. Một tuần hết 7 buổi là chị anh Minh đi ăn tối nhau 7 buổi, còn 5 buổi ăn tối phạt cái 5 buổi, còn 2 buổi đi chơi nhỏ khác sao? Nó còn có nhiều điều khoản nhỏ nữa. Bây giờ điều khoản mà hay nhất trong trong cái hợp đồng này á, nó là nếu mà nằm mơ mà gặp cả chị lẫn anh, nếu nằm mơ mà gặp người khác phái á thì phạt 7 ngày không cho ngủ. 7 ngày không cho ngủ hả? Dạ. Cái này cũng được đó nha. Mà anh nằm mơ thấy người gái khác hả? Dạ nằm mơ. Nhưng mà người ta ngủ rồi sao mình biết là người ta mơ vậy? Thôi thôi, cái này không được, cái này không được. Dạ được. Tôi thấy không được. Trời ơi, tự nhiên nằm mơ mà cũng bị phạt. Ủa mà thí dụ như tôi có mơ đi, làm sao công ty biết được? Trời ơi, tôi có mơ người này người kia là làm sao công ty biết được? Dạ thì hai anh chị cứ yên tâm đi, bên công ty của chúng em sẽ gửi về hai chuyên gia lúc nào cũng đi kè kè hai người, hễ mà ngủ là hai chuyên gia đó xông thẳng vào đứng kế bên hai người, cầm máy quay phim quay từ đầu đến cuối đến khi nào mà hai người thức dậy thì thôi. Sau đó sẽ chụp hình hết từ đầu đến cuối rồi đem về công ty cho chuyên gia tư vấn phân tích giấc mơ lúc mà cử chỉ động thái nhịp điệu này kia rồi phân tích coi có gặp người khác phái hay không. Chịu không? Em chịu không? Trong lúc em ngủ người ta quay phim em đó, em chịu không? Giống như là người ta thế em vậy đó. Dạ. Tức là tại vì em ghen quá mà. Ê, đúng không? Quá ta. Là không lúc được, nào cũng được, phải cũng kiểm được, soát hết á. Không được, cũng được, được. Sao tự nhiên cái trong giấc ngủ của tụi mình mà tự nhiên có những người ta đến tù quản lý người ta coi mình ngủ sao được? Không được, không được, không được, không được. Nhưng mà nếu không được thì thôi. Bây giờ còn cái gói nào nữa không? Em cũng đang rất là khó khăn, không biết phải lựa chọn gói nào để phù hợp cho hai anh chị. Tại vì cái mức độ mà yêu nhau và mức độ dành giữ cho nhau nó quá cao đi. Thôi bây giờ để em kiếm một cái gói bảo hiểm nào mà để cho mình bảo vệ cái tình yêu cho nó... Chứ, đúng rồi, chứ chị thấy mấy cái chống ngoại tình của em sao nó dở quá à. Nó không có hay. Dạ, như bây vậy giờ, thì... Bây giờ có như cái... vậy thì em sẽ cho chị một cái gói bảo hiểm đặc biệt nhất. Ừ. Một gói bảo hiểm đặc biệt nhất mà chỉ giới hạn cho những người khách VIP của bên công ty em thôi. À. Dạ. Đó là gói bảo hiểm kim cương tình nhân. Wow, kim cương tình nhân. Dạ. Ý, vì là mỗi lần mà cái đó mà giận nhau là anh sẽ mua cho em một viên kim cương. Mà một tháng giận 10 lần là 10 cái viên kim cương. Dạ, thôi, cái đó không được đâu, nó sạc nghiệp à. Để em giải thích cái gói cướp, cái gói mà kim cương tình nhân này. Dạ, kim cương tình nhân là khi hai người yêu nhau mà chia tay nhau, người nào mà bị người khác bỏ là cái người đó, cái người bị bỏ đó sẽ được tặng một người yêu mới. Wow. Ê. Dạ. Sao chị tặng người yêu mới hả? Dạ chính xác. Thôi, tặng người yêu mà không có đẹp bằng anh Minh rồi sao mà vui được. Trời ơi. Rồi ai mà đẹp bằng anh Minh của chị? Anh Minh là đẹp trai, cao to, vạm vỡ như Tây vậy. Dạ đó. chị cứ yên tâm. Bên công ty em đã biết được cái tâm lý này của khách hàng. Nên bên công ty em á, cái người nào mà bị bỏ đó thì bên công ty em sẽ tặng cho một người đẹp thật đẹp, đẹp tuyệt vời, đẹp như trong mơ, đẹp như trong tranh. Còn cái người mà bỏ người ta đó là cái người có lỗi đó sẽ được tặng một người xấu giống như là chị vậy đó. Ủa gì kỳ vậy? Dạ. Gì kỳ vậy? Ủa chương trình này là bác bảo hiểm là chương trình sỉ nhục tôi vậy? Dạ tại ở đây không có ai so sánh em xin lỗi. Tự nhiên cái phạt cái tự nhiên tặng người xấu như tôi à. Ủa gì vậy? Nó là anh Minh yêu chị là cực hình đó hả? Dạ không có. Trời ơi anh Minh mà yêu chị là phước tám đời dương của anh để lại đó nha. Em nói vậy không có đúng. Dạ, anh chị cứ yên tâm đi. Dạ, khi nào mà một người ở trong cái gói bảo hiểm tình nhân kim cương này mà chia tay nhau á là sẽ được tặng một người khác giới thật đẹp như trong mơ vậy đó. Dạ. Ê, còn anh được tặng ai? Dạ, anh thì được tặng một cô gái thật đẹp. Đẹp như em. Dạ, đúng rồi đó. Bây giờ em đảm bảo là khi mà chia tay xong á thì chị sẽ được một cái người mà
bạn trai sẽ đẹp hơn anh Minh đúng không? Trời ơi, đẹp hơn anh Minh chị. Trời gì được hả anh? Dạ, dạ. Em thấy thích anh không? Dạ, dạ, dạ. Bây giờ nếu mà anh chị đồng ý thì ký liền. Dạ, ký liền đồng ý không? Dạ, bảo hiểm cao quá. Bảo cao cỡ nào anh cũng chơi được hết. Dạ, ký đi chị. Miễn sao mà anh mua cái sự tự do, anh mua cái thôi được rồi, được rồi, được rồi. Em biết rồi, em biết rồi. Ký đi. Cái này tự nhiên cái gì mua sự tự do là sao? Ý anh nói là anh mua cái sự thoải mái. À, đúng không? Rồi, không có bị ghen tuông, không bị mệt mỏi nữa. Rồi, 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 em ký nha. Rồi, dạ. Em ký đi. Bút xa gà chết đó nha. Rồi, ký luôn đó. Quá, dạ. Em xin cho em chữ ký của anh luôn ạ. À, chị ký anh luôn. Coi như chỉ ký thì anh ký. Dạ. Rồi. Dạ, bây giờ là hợp đồng chúng ta đã có hiệu lực. Dạ, cảm ơn anh chị rất nhiều. Anh ơi. Anh ơi anh. Chúc mừng em. Ủa, chúc mừng anh. Ủa gì sao tự nhiên anh chúc mừng là sao? Thì bây giờ mình chia tay đi em. Gì vậy? Dạ. Tự nhiên cái vừa mua bảo hiểm xong cái tự nhiên cái đòi chia tay đi em là sao? Bởi vì nếu mà em chia tay anh, em sẽ tặng một người đẹp trai hơn anh, đúng không? Nãy anh thấy mắt em sáng rỡ lên mà, em khoái lắm mà, đúng không? Còn anh chia tay em, anh sẽ được một cô người mẫu cao. Dạ đúng rồi. Rồi, được chưa? Cái này làm như gài hàng để lừa tôi nè, phải không? Dạ đâu có gài hàng rồi đâu chị. Bây giờ điều khoản để mà có... ký vô rồi xong bây giờ tôi không biết nha. Tôi không mua bảo hiểm nữa. Anh hủy cái bảo hiểm này cho tôi đi. Ủa đâu được em. Chuyện làm ăn nè, bút xa gà chết, em ký rồi là chắc chắn là như vậy rồi, đâu có thay đổi được nữa. Dạ đúng rồi anh chị. Dạ đúng rồi. À, vậy bây giờ cái gói bảo hiểm này rất đặc biệt. Vậy bây giờ anh chị xin vui lòng mà. Cho em thanh toán tiền luôn ạ. Tôi biết mà mấy người rồi bắt tôi mua cái bảo hiểm này bây giờ không có xé được bảo hiểm. Dạ đâu xé rồi đâu. Coi như là cuộc đời của tôi sẽ mất anh Minh. Dạ. Trời ơi. Ủa nãy em thích người khác mà. Nhưng mà có anh khác. Tôi thích. Trời gì? Em ngồi ngồi. Kim cô bị bệnh tim. Kim nói thiệt đi, rất dạ dạ dạ. Vậy thôi. Vậy giận sao anh? Kim. Trời ơi. Kim ơi. Anh gạt tôi. Anh làm cái này đến bỏ tôi. Dạ 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 thôi em. Tôi không sống nữa, tôi chết. Bảo hiểm không? Bảo hiểm là được giao dịch anh ơi. Em nhìn kìa, em nhìn cái gì kìa. Ủa sao tự nhiên xé vậy? Ủa xé gì là sao? Yeah. Mua rồi xong xong xé là sao? Công nhận thằng này giỏi nha. Ê ê ê ê, được rồi. Anh thấy không? Tao sẽ chỉ cho mày tiếp. Dạ. Mày giỏi á. Dạ. Quá xuất sắc luôn. Dạ. Là sao vậy? Là sao? Là sao? Sao tự nhiên cái mua bảo hiểm rồi xong cái ký xong rồi chúc mừng tôi, rồi xong cái tôi nói tôi không có chịu gì, rồi tôi sợ mất ông rồi cái xỉu rồi, cái ông xé bảo hiểm rồi ông cười là sao? Tại vì á thấy em ghen quá. Thì anh mới nhờ nó đó giúp anh bài ra cái chuyện này để cho em hiểu ra vấn đề thôi. Dạ. Giờ em hiểu vấn đề rồi đúng không? Dạ. Tôi hiểu ra vấn đề rồi. Em không bao giờ ghen anh nữa đúng không? Tất nhiên rồi, tôi không có ghen nữa. Thì em sẽ không bao giờ ghen bóng ghen gió. Anh nó nghe chưa? Tôi nói cho anh biết nghe sao chưa? Sao vậy? Anh sắp đặt cái này là anh có ý đồ. Tại vì tôi biết hồi nãy giờ hai người có tình ý với nhau. Có nghĩa bây giờ là anh yêu cái thằng này. Ê, đúng không? Hai người có tình ý với nhau. Ê, trời đất ơi. Ta nói người quen đường cũ. Ê. Người ta nói giang sơn dễ đổ, bản chất khó dời, bây giờ ghen hơn ngày xưa. Em... Bây giờ tôi nói anh nghe, tôi về tôi nhốt anh trong nhà. Tôi không bao giờ tôi thả anh ra ngoài đường, anh khỏi đi làm gì hết, anh là của tôi. Nè, em mới hứa với anh là em không ghen nữa mà giờ em ghen nữa là sao? Bởi vì con người em mới là như vậy á, phải là anh đâu. Bởi vì khổ lắm. Biết vậy nãy giữ nguyên vậy đi. Dạ đúng rồi đó anh. Tôi vẫn chơi thôi. Chứ nãy giờ câu chuyện em hiểu rồi, em giả bộ em ghen cho vui vậy thôi mà. Dạ. Yeah. Em biết hết trơn rồi, em sẽ thay đổi. Em không ghen nữa. Dạ. Sao? Anh đã nói với em nhiều lần rồi. Tình cảm của anh đó là cái thứ bảo hiểm an toàn nhất mà em không chịu tin. Giờ tin chưa? Giờ tin rồi. Đến rồi ha. Coi như cũng cảm ơn Hoàng nha. Hôm nay là cũng nhờ Hoàng mà giải tỏa được cho chị về cái tình yêu. Yêu như thế nào đúng. Cái yêu vô minh mà mình khổ đúng không em? Dạ. Cảm ơn em nha. Dạ. mình bắt tay lên làm vui nhau đi. Để tay chị. Lại với anh Trao được bắt tay nhau. Anh ơi, coi có sân không? Để anh xem, anh xem. Trời ơi, hôm nay là bắt tận tay mà dây tận mặt luôn. Nhưng mà anh Minh đẹp trai đúng không? Phong độ là người có địa vị của xã hội đúng không? Đúng rồi. Nên cái bảo hiểm đó mình nâng cao lên. Anh trai sẽ đẹp hơn anh Minh đúng không?
không? Trời ơi, đẹp hơn Minh chị. Tội gì được hả anh? Dạ. Anh, 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 an